Xin chào bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Sau khi chứng kiến Quang Liêm xuất sắc giành ngôi vô địch giải cờ vua siêu hạng VN Chess Festival 2024 trước một vòng đấu cùng 300 triệu tiền thưởng, các fan hâm mộ cờ vua lại hướng về giải cờ vua Speed Chess để cổ vũ cho kỳ thủ số 3 Việt Nam Lê Tuấn Minh tham gia tranh tài tại giải đấu này. Thế nhưng Tuấn Minh số nhỏ nên ngay từ vòng đấu đầu tiên, anh đã gặp phải tay cờ mạnh nhất thế giới hiện nay, đó là Magnus Carlsen. Ở nội dung cờ chớp, không có bất ngờ gì khi mà Tuấn Minh liên tục bị Carlsen cho ăn hành ngập mồm. Liệu rằng ở nội dung cờ siêu chớp sở trường, mỗi bên có một phút tích lũy một giây, Tuấn Minh có thể làm nên điều bất ngờ hay không? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu cờ siêu chớp giữa Magnus Carlsen và Lê Tuấn Minh trong loạt siêu chớp này nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp vào cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua hay nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin dạy chơi cờ vua nhé. Liên tục cho Tuấn Minh ăn hành ở nội dung cờ chớp. Sau khi vào nội dung cờ siêu chớp là nội dung sở trường của kỳ thủ Việt Nam, Carlsen không dám coi thường liền tung tuyệt chiêu D4 để khởi đầu ván cờ. Tuấn Minh nhanh chóng đáp trả bằng tốt D5. Trắng tiếp tục dâng tốt C4 đánh chiếm trung tâm. Đen đẩy tốt C6, triển khai thế trận phòng thủ Slaver, một loại khai cuộc nổi tiếng là cực kỳ chắc chắn hòng chống lại cựu vua cờ. Trắng nhảy mãi lên F3, đưa quân xuất trận kiểm soát trung tâm. Đen nhảy mãi F6. Trắng đẩy tốt G3, núp lô cốt cho tượng lên G2, kiểm soát đường chéo chiến lược H1 A8. Đen cũng lên tốt G6, với đồ sẽ bố trí tượng ở G7 để khống chế đường chéo lớn còn lại của bàn cờ. Trắng theo kế hoạch đưa tượng lên G2, chĩa về phía trung tâm. Đen cũng đưa tượng lên G7. Sau khi đã hoàn thành phát triển các con nhẹ bên cánh vua, trắng mau chóng nhập thành, đưa vua vào vùng an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Đen cũng nhập thành, sẵn sàng nghênh chiến. Trắng đẩy tốt A4. Đen cũng đẩy tốt A5. Trắng triển khai mã lên C3, đưa quân xuất trận và gia tăng áp lực lên trung tâm. Sau một hồi chuẩn bị, đen chủ động ăn tốt sang C4 khai chiến. Nữ đi này khiến cho áp lực ở trung tâm của đen bị suy yếu và trắng lập tức đẩy tốt E4, chiếm lĩnh trung tâm. Đen phát triển mã cánh hậu lên A6. Trắng di chuyển hậu lên C2, tìm cách bắt lại tốt. Đen nhảy mã vào B4, chiếm đóng ô tiền đồn ở bên cánh hậu, làm bàn đạp cho các cuộc phản công. Không muốn để lâu, đêm dài lắm mộng. Trắng ăn hậu lên C4, lập lại thế cân bằng về lực lượng. Đen phi tượng lên G4. Trắng qua xe D1, triển khai xe tham chiến trên cột ở trung tâm. Đen lùi mã về D7, mở toang đường chéo cho tượng G7, phô diễn sức mạnh. Trắng đẩy tốt H3 đuổi tượng. Không muốn mất tem chạy, đen liền đổi luôn tượng vào mã F3. Trắng ăn tượng lên F3. Đen đẩy tốt E6, tạo thành một gọng kìm tốt ở C6 và E6, ngăn chặn tốt trắng tiến sang trung tâm D5. Trắng dâng tốt H4. Làm bàn đạp cho tượng lên G5 để chọc ngoáy. Đen di chuyển hậu lên E7, tránh đứng cùng cột với xe trắng. Trắng lùi hậu về E2. Đen qua xe D8, triển khai xe tham chiến trên cột D. Nếu bây giờ mà trắng vội vàng phi tượng lên G5 để tấn công hậu và xe luôn, thì đen sẽ đẩy tốt F6 đuổi tượng. Trắng chạy tượng về E3, thì đen sẽ tiếp tục tiến tốt lên F5, phản kích vào trung tâm. Trắng phi tượng lên G5 thì đen sẽ đưa tượng lên F6 để che chắn và thế cờ sẽ diễn biến phức tạp. Do đó mà trắng đã chủ động thúc tốt tràn sang E5, tạo đà cho tượng lên G5 tấn công hậu. Thấy vậy, đen vội vàng đẩy tốt H6 để ngăn chặn. Nhận thấy đen đã có sự phòng bị, trắng chuyển hướng phi tượng lên F4. Đen nhảy mã lên B6. Chưa vội vàng xông lên ngay, trắng đưa vua lên G2 để củng cố thế trận. Đen nhảy mã lên D5, chiếm đóng ô tiền đồn trung tâm, uy hiếp tượng. Nếu mà để mã đen choảng vào quân tượng thì cấu trúc tốt cánh vua sẽ bị vỡ nát. Trắng bèn kéo tượng chạy về C1. Thừa thế xông lên, đen dâng tốt C5 phản công vào trung tâm. Thấy đen hổ báo, trắng bèn đổi luôn mã vào D5. Đen ăn mã về D5, trắng ăn tốt sang C5. Đen ăn hậu lên C5. Sau một loạt nước đổi quân loạn xạ, thế cờ đã có vẻ thoáng ra một chút. Trắng tiến xe lên E3, sử dụng hàng 3 để di chuyển sang tấn công. Đen lên xe D7,
chuẩn bị chồng xe trên cột D. Trắng bèn bổ luôn tượng vào D5 cho đen mất tem phải ăn xe lên D5. Ngay lập tức, trắng qua xe C3 tấn công hậu. Không thèm chạy, đen ăn xe sang E5 tấn công ngược lại quân hậu của trắng. Tất nhiên là cờ tàn là sở trường của các sen, nên trắng lập tức ăn xe vào C5. Đen ăn xe vào E2, hợp sức cùng tượng mới bắt tốt B2. Trắng qua xe D5 bảo vệ, đồng thời tấn công tốt B7. Biết không thể bảo vệ con tốt B7 một cách bị động theo kiểu xe lên A7 vì sẽ bị xe trắng xuống D8 chiếu. Đen chạy vua lên H7 thì trắng sẽ lùi xe về D7, tăng thêm quân, tấn công các tốt ở trên hàng ngang số 7. Do đó mà đen đánh liều bỏ tốt, đưa xe qua C8, tìm kiếm cơ hội để phản công lại. Không chậm trễ, trắng ăn xe vào B7 mồm kêu, mình xin. Đen cấp tốc lao xe xuống C2, hợp sức xong xe tấn công vào điểm yếu F2. Không hề nao núng, trắng thọc xe xuống D8 chiếu. Đen chạy vua lên H7 tránh đòn. Trắng ăn xe sang F7 bảo vệ điểm yếu F2. Ở đây trong trường hợp mà đen vội vàng ăn xe vào C1 thì trắng sẽ lùi xe về C7, chồng xe để bắt lại con tượng ở G7. Đen để tốt H5 thì trắng sẽ ăn xe vào G7 chiếu. Đen chạy vua về H8 tránh đòn thì trắng sẽ qua xe H7 chiếu. Đen chạy vua sang G8 thì trắng sẽ qua xe G7 chiếu. Đen chạy vua sang F8 thì trắng sẽ qua xe F7 chiếu một cái nữa. Đen chạy vua sang G8 thì trắng sẽ lại qua xe G7 chiếu. Đen chạy vua vào H8 thì trắng sẽ ăn xe về G6 và có một thế trận tấn công áp đảo cả về thế trận và lực lượng. Còn nếu mà khi trắng chiếu xe F7, đen liều lĩnh chạy vua sang E8 thì trắng sẽ qua xe A7 và đen sẽ không thể chống đỡ một lúc hai đòn chiếu hết bằng xe ở hai đầu trên hàng ngang số 8. Trở lại với diễn biến ván cờ, không dám ăn tượng dù nhìn thèm gió cả dãi, đen bèn đẩy tốt H5. Ngay lập tức, trắng lùi xe về C7 rình rập. Đen chạy vua về H8 tránh đòn. Trắng phi tượng lên G5, vừa tránh khỏi tầm ngắm của xe đen, vừa âm thầm chuẩn bị một mưu đồ đen tối. Ở đây trong trường hợp mà đen ăn tượng xuống B2 thì sẽ bị trắng xuống xe F8 chiếu hết ngay. Do đó mà đen đành bấm bụng ăn xe sang B2. Không chậm trễ, trắng ăn xe vào G7, làm thịt con tốt, thơm phức. Theo bản năng, đen ăn xe vào F2, tung đòn chiếu phản công. Trắng chạy vua về G1 tránh đòn. Đen qua xe G2 chiếu bồi. Trắng chạy vua sang F1. Đen lại qua xe F2 chiếu, hy vọng có thể chiếu cù nhảy để cầu hòa. Ngoài ra thì đen còn có thể có một mưu đồ khá là hiểm độc khi mà nhìn thấy thời gian của trắng chỉ còn hơn chục giây. Nếu mà không hòa, trắng cú đánh thì có thể phải chững lại để suy nghĩ và có thể bị hết thời gian. Thế nhưng hòa cái loạt tọt xòa, dù cờ siêu chớp online thì ngoài trình độ ra đòi hỏi APM của người chơi cũng phải cao, cùng với một số thủ thuật chơi tà đạo theo kiểu primu. Nếu không thì bạn có thể không thua vì cờ nhưng cũng sẽ thua vì giờ. Song Manukasen cho thấy APM của anh không cao, nhưng đẳng cấp giữa anh với Tuấn Minh là quá chênh lệch. Trắng chạy vua sang E1 tránh đòn. Tưởng ngon, đen qua xe H2 nở một nụ cười khoái trá vì cuối cùng cũng răng bẫy được vua cờ. Thế nhưng đây chỉ là một sự khởi đầu cho một series đòn mà vua cờ chuẩn bị tung ra mà thôi. Ngay lập tức, trắng qua xe H7 chiếu. Đen chạy vua sang G8 tránh đòn. Trắng qua xe G7 bồi thêm đòn chiếu nữa. Đen chạy vua sang F8. Chưa dừng lại ở đó, trắng phi tượng xuống E7 truy sát vua. Lúc này thì đen đã bắt đầu luống cuống chạy vua sang E8. Không để cho đen kịp thời trở tay, trắng lao xe xuống H8 chiếu. Cực chẳng đã, đen phải chạy vua lên D7. Chỉ cho có thế, các sen lạnh lùng giật tượng với F6, tung ra đòn chiếu mở cực kỳ sát thủ. Đến đây thì biết không còn cơ hội chống đỡ, dù có chơi nhanh như máy thì cũng vẫn đứt như thường. Kỳ thủ số 3 Việt Nam Lê Tuấn Minh đành phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị vua cờ cho ăn hành ngập mồm. Mà hành của Na Uy thì chắc phải mang cả bao tải thì mới đựng được hết. Trường hợp mà đen cố gắng chống cự
thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau. Thua trận, Lê Tuấn Minh đứng trước nguy cơ bị loại khỏi vòng tứ kết. Liệu rằng Tuấn Minh có thể lội được ngược dòng trước Manu Kassen ở những trận đấu tiếp theo hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Xin chào và hẹn gặp lại!